Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì tiếp tục đến với vườn mai của bà ngoại ha. Bà ngoại lên hành lý xả hết cái lô siêu âm mình lợi thân co lắc hàng bonsai cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của ngoại nha cô chú anh chị. Không làm mất thời gian nữa ha, mình vào luôn clip ha. Bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Bà ngoại chào bà con đây ngoại. Thì xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng bánh tre và cũng có nhiều loại giống mới. Mình vừa chơi Tết và mình vừa lấy bo cũng rất thuận tiện nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ giùm rất là mãn ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ngoại ha. Rồi cái mã số 11M ha, cây xô mình lợi nữa ha. Rồi cái tàn khóa xá luôn cô chú anh chị ha, thân co lắc nè. Rồi ngoài đó không số này mình coi. Cái này hoành gần 19 mà tính 18 rưỡi đi, tại yếu chốt tính 18 rưỡi đi. Chiều cao thì được 78. Tán ngang thì được 75. Rồi. Rồi cái này mình giao luôn như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái cây này nhà vườn nuôi đến như vậy là cũng giữ dần chăm sóc nha cô chú và quý anh chị mình đi được vậy. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cái cây như vậy chỉ có 600 ngàn thôi nha, coi như giảm giá rất nhiều nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đợi cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12M của chú anh chị ha, cũng là xuân mình lại ha cô chú anh chị ha. Rồi cây thân lắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha, bo khá là già nè cô chú anh chị ha. Cây lên búp kim với tên là nụ kim nè ha. Nó cây thì vẫn còn đi đọt cô chú anh chị ha. Rồi thân lắc rất là dễ thương ha, thông số luôn ngoài. Hoành được 19. Rồi chiều cao là được 94. Tán ngang là được 85. Rồi. Thì cái cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cái bộ đế của nó là hình thú rõ ràng luôn ha. Trên này xuống có hai cái đuôi, đằng trước có hai cái tay bỏ tới. Rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cái như vậy chỉ có 600 ngàn thôi nha. Dễ mua rất là dễ. Rồi, đó cái. Rồi tiếp theo cây mã số 13M cô chú anh chị ha, một cây xuông mình lại nữa ha. Thân lắc nè cô chú anh chị ha, cực kỳ có duyên luôn ha. Rồi, đâm số này một con mày. Cái này quanh được 15. Rồi. Chiều cao là được 73. Tán ngang là được 56. Rồi, cái này giao luôn như đây ngoài. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cũng rất là đẹp ha. Cái kiểu cọ của nó cũng rất là khéo léo. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 400 ngàn thôi nha. Rồi cái bộ đế này cũng đủ vốn rồi. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi mã số 14M nha cô chú anh chị. Một cây xô mình lại tiếp tục ha. Cái này nhiều cô chú anh chị mình sổ bay được nha cô chú anh chị ha. Sổ đổ cũng được luôn ha. Thân rất là lắc nha cô chú anh chị ha. Rồi thông số cái này đúng không ạ? Cái này giờ chưa đủ tàn á cô chú anh chị ha, nên là bán cái giá cũng hữu nghị cô chú anh chị. Cái này hoành được 17. Rồi. Chiều cao là được 75. Tán ngang là được 62. Rồi. Rồi cái này giao luôn đi. Cái này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cây cũng có duyên ha. Coi chứ nhà vườn mò được cái cây như vậy mừng lắm á cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cây như vậy chỉ có 400 ngàn thôi, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 15M nha cô chú anh chị. Một cây bình lợi tiếp tục ha. Cây này thân lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái này cái tàn thì cũng khá nè cô chú anh chị ha. Tàn đi đọt nè cô chú anh chị. Và em bấm ngọn giùm em ha. Nó bung chèo cho nó ấm tàn nha cô chú anh chị. Rồi, ngoài đông số cái này một con ha. Đó, thân lắc rất là dễ thương luôn ha. Rồi.
cây này hoành được 12. Rồi. Chiều cao là được 76. Tán ngang là được 64. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu bao nhiêu đây ngoài? Thì cái này của chú và quý anh chị mình nhìn kỹ nó rất là đẹp nha, kiểu cỏ nó rất là đẹp nha của chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ của chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 450 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 16M của chú anh chị ha. Cũng là một cây bình lợi tiếp tục nha. Rồi, ngoài đó không sót cái này một con ha. Cây này 14 mấy mà tính 14. Rồi. Chiều cao thì được 72. Tán ngang thì được 47. Rồi. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cũng dễ thương ha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 400 thôi nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 17M của chú anh chị ha. Cây bình lợi tiếp tục ha. Cây này thì thân lắc cái gọng tròn xe luôn cô chú anh chị ha. Nè. Nó có một số nụ kim á, nó nở rồi cô chú anh chị ha. Đó, đợt này thì không sao ha, vẫn còn ok ha, vẫn cho tết bình thường nha cô chú anh chị, vẫn cho tết kịp nha. Rồi, không số luôn ha mọi người. Thân lắc rất là dễ thương luôn á. Cái này hoành được 11. Rồi, cao tới nhiêu? Chiều cao là được 54. Rồi. Cây đang đi đọt rất là sung luôn cô chú anh chị. Đây đâu biết đường tán ta. Tán ngang là được 37. Rồi, cái này giao lưu như đây ngoài. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái cây nó cũng đẹp, cũng có duyên hen. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 350 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 18M của chú anh chị ha. Một cây xung mình lại tàn siêu vip siêu đẹp luôn cô chú anh chị ha. À, cái tàn khủng bố cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, ngoài đông số này một con không ạ? Cây này hoành được 18. Cái tàn đẹp lắm nha. Chiều cao là được 80. Tán ngang là được 81. Rồi. Thì cái cây này tròn cây mà cái kiểu quanh co của nó rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Cái gốc nó cũng thật là to. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thấy nhà vườn làm được cái cây như vậy á. Cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn chỉ có 900 thôi nha. Rồi 900.000 bao ship nha cô chú anh chị. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19M cô chú anh chị ha. Một cây bình lợi tiếp tục ha. Cây thì cũng đang búp ngọn nè. Đi đọt phà phà luôn cô chú anh chị ha. Có nhánh thực rừng, lại nhánh thực rừng để cô chú anh chị không biết lộn. Rồi. Tàn nè. Xum nha cô chú anh chị ha. Nè, bung chèo ngon lành luôn. Rồi thông số cái này luôn ngoài. Rồi lắc rất là có duyên ha. Cây này hoành được 13. Chiều cao là được 67. Tán ngang là được 51. Rồi. Rồi cái này giao lưu như đây ngoại. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cây này nó cũng có cái nó cũng có quái quái nè nha cô chú và quý anh chị mình, cái củ nó cũng rất là đẹp á. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây này chỉ có 400 thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 20M cô chú anh chị ha, cũng là cây siêu mình lại ha cô chú anh chị ha. Cây này cũng là cây cuối clip bà ngoại giao luôn ngày hôm nay luôn cô chú anh chị ơi. Cây này thì có bị lỗi dập da tí xíu đây cô chú anh chị ha, nhưng mà không sao ha, không ảnh hưởng nhiều ha, cây vẫn phát triển nè. Đó. Đi đọt rồi bình thường ha. Đó. Đi tuột mới nè, dèo dèo luôn nè. Rồi ngoài đông sốt mình con nha.
Cây này hoành được 14. Cây chà bá luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 91. Tán ngang là được 77. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu như đây ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy nó rất là mạnh mẽ cây ha, nó đi tuột thấy rất là ham mà nhánh cành đồ cũng rất là ngon. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy, chỉ có 400 thôi, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi cái này cuối clip ha, ngoại cho hết con nha. Thì cái này cũng là cây cuối clip, thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được vạn sự như ý mà ăn phát tài nha. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như ngoại ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho ngoại trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị xem được cây nào mình ủng hộ cho ngoại ha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình nha.